Để giảm bớt căng thẳng do thiếu nguồn điện và hạn chế ảnh hưởng từ việc tiết giảm điện, Công ty Điện lực Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, qua 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh Long An đã tiết kiệm điện được 81,82 triệu kWh, đạt 2,36% so với sản lượng điện thương phẩm. Trong đó, doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm được nhiều nhất với 56,79 triệu kWh, đạt 2,24%. Để đạt được kết quả trên, Công ty Điện lực Long An đã tích cực trong công tác tuyên truyền tới các hộ gia đình, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn một số giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện ở mức tối ưu nhất.